Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Tổng Hợp. Hôm nay mình có một giả thuyết về thân thế của Shanks và mối quan hệ giữa Shanks và Thiên Long Nhân. Vào một ngày đen tối vào nhiều năm về trước, một băng nhóm tập hợp các quái vật của biển cả đã được hình thành. Những kẻ này tuy cùng tụ hợp với nhau nhưng đều mang tham vọng riêng. Chỉ biết rằng giai đoạn ấy chúng có chung một mục tiêu. Mục tiêu của những con quái vật này là muốn khuấy đảo đất trời và lật đổ chính quyền và thống nhất thế giới. Tên của tập hợp những kẻ bá đạo này được gọi là băng cướp biển Rocks. Trên hòn đảo God Valley hay còn gọi là Thung Lũng Chúa Trời, cách đây 38 năm, Garp và Roger đã lần đầu tiên gặp nhau rồi cùng hợp tác để đánh bại Rocks cùng băng của gã, băng hải tặc mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Nguyên nhân của cuộc chiến được Sengoku cho biết là để bảo vệ những thiên long nhân và nô lệ của chúng. Nhưng tại sao Roger lại tham gia vào bảo vệ bọn thiên long này? Vì băng hải tặc này cũng có mục tiêu là Roger muốn tiêu diệt chăng? Hay là vì bảo vệ nô lệ, vì những tội ác của Rocks gây ra? Nhiều giả thuyết và phỏng đoán đã được đặt ra, nhưng hầu như không có ai từng nghĩ rằng Roger là muốn bảo vệ một thành viên của Thiên Long tộc. Dòng tộc vốn nổi tiếng vì sự tàn ác vô nhân tính, và có thể nào Thiên Long Nhân cũng đã được cứu mạng, đó chính là Shanks. Sự kiện tại God Valley đã xảy ra cách đây 38 năm, Shanks được xuất hiện hiện tại là 39 tuổi. Ai là người đã đưa anh ta vào băng và gia cảnh của Shanks như thế nào? Tất cả đều là một số hỏi chấm. Chỉ biết ít nhất thì 3 năm trước khi Roger làm vua hải tặc, Shanks lúc đó là 12 tuổi đã có mặt trên tàu rồi. Trong trận chiến đối đầu thượng đỉnh tại Marineford, Shanks là người đã đứng ra ngăn cản Akainu và tuyên bố kết thúc cuộc chiến này. Ông còn yêu cầu lấy lại xác của Râu Trắng và Ace. Tất cả đều diễn ra thuận lợi vì đây là một tứ hoàng hay còn điều gì ẩn khuất bên trong. Mặc dù hai bên lúc đó cũng đã thiệt hại rất nhiều, nhưng những con át chủ bài của hải quân vẫn chưa hề hành động. Nhưng chúng còn lại tỏ thái độ nhân nhượng, tôn trọng và chấp nhận không ý kiến mọi yêu cầu của Shanks. Chap 907, Shanks là tứ hoàng duy nhất được biết đến có thể liên lạc và nói chuyện trực tiếp với Ngũ Lão Tinh, ngay tại một lãnh địa của các thiên long nhân mà không phải chịu một sự đề phòng nào cả. Và tại sao Shanks phải cải trang và một mình vào thẳng trung tâm chỉ huy, đầu não của chính phủ thế giới? Shanks là một nhân vật được xuất hiện ngay từ những tập đầu tiên của One Piece, và cho đến nay thì vẫn chưa được biết đến họ của ông ta. Ngay cả mới đây, tiền thưởng của ông cũng đã xuất hiện, nhưng họ của ông vẫn không được ghi lên. Hầu hết mọi người từ Râu Đen này, Râu Trắng, Big Mom, Roger đều được viết cả họ và tên trên, và chỉ có riêng Shanks và Kaido là không có họ mà thay vào đó là Xuân tóc đỏ, cùng với một người khác. Đến giờ cũng có một thân thế bí ẩn là Kaido Bách Thú. Đây là hai nhân vật không được viết rõ họ và tên trên lệnh truy nã. God Valley được đọc tên hòn đảo này thì mình nghĩ đến một địa điểm có thật ở ngoài đời, đó là thung lũng của các vị vua ở Ai Cập, nơi chôn cất các Pharaon và hoàng tộc cùng nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Vậy liệu có phải ở đây cũng là nơi chôn giấu nhiều điều mà Rocks khao khát? Các Pharaon và cách họ kiểm soát nô lệ giống y hệt cách Thiên Long Nhân trong One Piece đã và đang làm. Phải chăng diễn biến năm xưa ở God Valley xảy ra như sau? Shanks năm nay 39 tuổi và vào 38 năm trước khi cuộc chiến xảy ra, lúc đó Shanks vừa mới 1 tuổi. Ông ta là con lai của một thiên long nhân tốt bụng và một nô lệ. Thiên long tộc vốn coi trọng dòng máu thần thánh của mình nên rất căm ghét điều này. Bọn họ đã xua đuổi gia đình của Shanks. Và lúc đó thì cuộc chiến giữa Roger và Garp cùng với băng của Rocks xảy ra đã liên lụy đến gia đình của Shanks, khiến cha mẹ của ông đã chết sau đó và thủ phạm chính là thuyền trưởng Rocks. Vì mang dòng máu lai bị gia tộc ruồng bỏ nên Roger đã mang Shanks đi. Sau này khi tìm kiếm về thân thế của mình và phát hiện ra điều này, và cũng biết được tin tức của kẻ sát hại gia đình mình chính là Rocks, và mới có chuyến ghé thăm Ngũ Lão Tinh để thông báo cho hắn về việc sắp trở lại. Một hải tặc căm hận hải quân cùng thiên long nhân lại mang dòng máu của chúng hận đời, nên ông ta lao vào rượu chè, từ bỏ mục tiêu trở thành vua hải tặc và trao ước mơ hy vọng đó cho một cậu bé tên Luffy. Râu Đen, kẻ được tác giả Oda giới thiệu là một kẻ tin vào số phận và hay tìm hiểu lịch sử. Trùng hợp là các chi tiết về Râu Đen lại chính là những thứ liên quan mật thiết tới Rocks và băng hải tặc cùng tên. Như thể chính những giai thoại về chúng là kim chỉ nam cho hắn để lập nghiệp vậy. Cụ thể như nào thì các bạn hãy xem tiếp sau đây nhé. Trong chap 925, Râu Đen đã xuất hiện với diện mạo mới sau 2 năm kể từ khi trận đấu thượng đỉnh vào thời điểm này. Hắn đã leo lên tới vị trí Tứ Hoàng và đang liên tục bành trướng thế lực của mình. Phải kể đến căn cứ địa của Râu Đen lúc này được biết đến là hòn đảo hải tặc B2. Hòn đảo mà trong chap 957 được Sengoku cho biết chính là nơi băng hải tặc Rocks đã hình thành. Băng hải tặc Rocks được hình thành bởi những tên hải tặc máu mặt, bất hảo, sẵn sàng chém giết lẫn nhau dù trong cùng một băng nhóm. Và một chuyến tuyển chọn thành viên như vậy lại gợi nhớ cho chúng ta tới một cuộc tuyển quân có 102 của Râu Đen. Tại chính tầng 6 của nhà tù Impel Down, hắn đã tuyển ra những gương mặt hung ác, mạnh mẽ nhất. Điều gì khiến cho Râu Đen có ý nghĩa chọn ra một băng hải tặc với những thành viên như vậy? Phải chăng chính Rocks là nguồn cảm hứng cho hắn? Phải nói đến việc Rocks cũng có chữ D trong tên của mình. Và cũng giống như Luffy, Roger và Râu Đen, họ đều có những kẻ có lực hút kỳ lạ khiến nhiều người muốn đi theo và quy phục. Tên đầy đủ của Rocks là Rocky Sibert, trong đó tên của con tàu hải tặc của băng Râu Đen lại lấy là Serbop Sibert, thanh gươm của Sibert. Giống như Râu Đen tự coi mình là kẻ thừa kế ý chí và khát vọng của Rocks vậy. Cả cuộc đời của Râu Đen là một ván đánh cược khổng lồ khi hắn sẵn sàng là một nhân vật tầm thường núp sau đại danh của Râu Trắng, âm thầm học hỏi, lên kế hoạch và kiên nhẫn chờ đợi hơn 25 năm trời. Khi cướp được trái ác quỷ bóng tối, hắn tách ra và tự tạo dựng băng hải tặc của mình, tạo ra vô số sự kiện động trời khiến khó ai dám nghĩ đến. Thế nhưng phải thừa nhận rằng một kẻ bá đạo, bản lĩnh dám nghĩ dám làm như Râu Đen, nếu không có một điều kiện thiết yếu là trái ác quỷ bóng tối thì chắc chắn hắn cũng chẳng dám bứt ra những hành động một mình. Đây cũng là một điều khó hiểu khi dựa vào đâu mà hắn lại dám đặt niềm tin, đánh cược tuổi trẻ, đam mê và hy vọng vào thứ chưa bao giờ thấy. Có khi nào chủ nhân sở hữu trái Yami Yami trước đây lại chính là Rocks? Và nhờ vào một thú vui tìm hiểu lịch sử, Râu Đen đã phát hiện ra danh vọng, quyền lực cùng sức mạnh mà Rocks có được chính là nhờ một phần vào năng lực của trái ác quỷ của gã. Từ đó đặt điều kiện thiết yếu cho tham vọng của hắn. 38 năm về trước, Rocks đã bị Roger và Garp đánh bại, chưa rõ sống chết thế nào. Trong khi đó, Râu Đen thời điểm đó đã sinh ra và là một đứa trẻ 2 tuổi. Bởi vậy, biết đâu đấy, cũng như Ace, hắn cũng là một đứa con trai được thừa hưởng nhiều mặt từ tính cách của Rocks. Cũng có thể, giống như Luffy, được sanh truyền cho niềm đam mê phiêu lưu và khát vọng làm hải tặc. Râu Đen cũng là một kẻ truyền cảm hứng từ Rocks và quyết định là một hải tặc theo cách mà băng hải tặc huyền thoại này bắt đầu. Bánh xe lịch sử lặp lại, xanh trước kia có thể là hiện thân của Roger và Râu Đen chính là hình ảnh của Rocks. Nhưng khi xanh đã gửi gắm hy vọng vào Luffy thì có lẽ Râu Đen sẽ là đối thủ cuối cùng mà cậu ấy phải vượt qua. Và như Sengoku đã nói, Rocks chính là địch thủ đáng gờm nhất của Roger từng có. Cuộc đối đầu giữa hậu bối của hai người, một cuộc chiến không thể tránh khỏi được cái kết nối bằng hai chữ định mệnh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng tiếc một like và share cho mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.